Cái vali này á, mình mua trên Shopee là giá 600 mấy chục ngàn thôi. Phí vận chuyển về đây là 100 mấy chục ngàn, nhưng mà tiền vận chuyển của nó được giảm 70 ngàn, còn có 90 ngàn thì vận chuyển thôi. Nhưng mà mình cũng thấy nó khá là, mình mở cái trong cái này thì cái vali này mình rất là ưng, vì nó có cái cốp nhỏ nữa các bạn. Nếu mà không có cái cốp nhỏ này thì giá của nó sẽ rẻ hơn. Cái cốp nhỏ này các bạn nữ nó nhìn vô rất là thích luôn. Gia đình mình nó thì chuẩn bị đi du lịch nên mình muốn mua cái vali này để đồ của mấy bạn nhỏ trong gia đình mình đó. Đó các bạn thấy chưa? Thấy vậy chứ ở ngoài bự lắm nha các bạn, có thể chứa được ba mẹ con mình luôn á. Dưới đây nữa nè. Bây giờ mình sẽ, đây là những cái đồ mà mình mua ở trên Shopee để mình mua, để mình đi du lịch. Bây giờ mình sẽ khui những cái đồ này cho các bạn coi nha, để coi hàng nó có chất lượng không nha. Đây mình khui một chút. Đây là một cái giỏ các bạn, cái giỏ nhỏ này. Đây là cái túi các bạn, cái túi này mình mua giá của nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, rất là hài lòng luôn. Cái túi này các bạn mình mua về để mình đựng ba cái mỹ phẩm á, để có đi đâu á đựng cho nó tiện. Ở trong khá là nhiều ngăn luôn các bạn, đây hầu quá trời ngăn luôn. Cái này các bạn đựng mấy đồ linh tinh là đã luôn. Nói chung là cái này để đựng đồ make up. Giờ mình sẽ khui cái túi tiếp theo nha. Túi tiếp theo đây, áo bé, váy ba cọc. Bốn sản phẩm váy này giá chỉ có 225 ngàn thôi các bạn, rất là rẻ luôn. Mình rất thích lên Shopee để săn đồ các bạn, săn những món đồ rẻ. Đây các bạn thấy không, đầm của bé mình 12 kg, vải chất lượng lắm các bạn, sờ vô rất là mát tay luôn. Nghe cái đầm này dễ thương nè, giống y hình luôn các bạn. Cái đầm này rất là dễ thương luôn. 12 kg. Cái này mình chỉ mua thử 4 cái thôi, tại mình sợ nó không đúng, giống mẫu quá các bạn. Cái này ơi, cực kỳ cute luôn các bạn. Dễ thương, bé mình mặc vô chắc dễ thương lắm luôn á. 225 ngàn, rất đáng tiền mua nha các bạn. Đây ôi, vải rất là mịn luôn, vải gờ vô rất là mịn luôn, chất lượng khỏi bàn luôn. Giá này như vậy là rất là ok luôn các bạn ơi. Mình mua 4 cái cho bé 12 kg nhà mình để đi du lịch đó các bạn. Đây bây giờ mình sẽ mua cái này. Cái này là quần ôm cho bé. Quần ôm cho bé này thì mình dự tính là sẽ đi Đà Lạt các bạn, nên mình mua mấy cái quần ôm này cho hai bé nhà mình á, nó mặc cho nó ấm á. Giá 4 cái là 266 ngàn. Cái này là để cho bé lớn nhà mình nè, vải cũng được. Rồi cái này là để dành cho bé nhỏ đây. Ồ, đặt cái quần dài của bé nhỏ rất là ok luôn, vải rất là đẹp luôn nè các bạn.
khung co giãn luôn nè, bốn chiều luôn nè các bạn ha. Nè, ở dưới đây có một con mèo rất là dễ thương. Ở trên Shopee á mình thấy nó bán đồ rất là rẻ các bạn. Giá nó rất là ok. Cái này, cái áo quần này rất là dễ thương luôn các bạn. Bé mình mặc vô là cực kỳ dễ thương luôn. Mình khá hài lòng nha các bạn. Đây là cái quần của bé lớn. Quần của bé lớn thì nó vải hết, tại vì nó không có cái mẫu nhỏ này nó không có loại lớn. Đây có bé lớn rồi nè. Vải nó cũng đẹp, cũng mịn. Nhưng mà nó không giãn bằng của bé nhỏ thôi. Của bé nhỏ thì dạng quần như quần vớ vậy các bạn. Đây là bốn cái của hai bé. Rồi mình sẽ hô tiếp. Đây là bộ gì đây? Ở trên Shopee á, các bạn có thể xem hàng nha. Nếu các bạn liên hệ với shop á thì các bạn có thể xem hàng, chứ không phải là mình không được xem hàng đâu nha các bạn. Y như cái mẫu này nè, giờ là mình kiểm tra trước khi mình lấy để cho nó đảm bảo á, nên các bạn thấy mình hui trước rồi á. Đây là hai cái áo khoác mà giống nhau để cho hai đứa đi làm. Đây là áo khoác của bé nhỏ 12 kg. Mình thấy nó hơi to nhưng mà chắc mặc vô nó ok chứ không to. Màu cũng khá là đẹp. Hai lớp nha các bạn. Áo khoác này là hai lớp. Giá một lớp thì nó rẻ hơn, giá hai lớp thì giá nó cao hơn. Các bạn thấy cái nào mà giá nào mà hợp với mình, nhớ là các bạn xem xét phí vận chuyển nha. Vì phí vận chuyển về rất là cao luôn. Chỗ nào mà các bạn coi gần á, cái dòng chuyển này thấy nó hấp. Có hai cái túi rất là dễ thương, rất là cute luôn. Đây là cái áo của bé nhỏ. Ở đằng sau có những vật màu hình, giống y hình luôn, giống y hình luôn nha các bạn. Cũng khá hài lòng với vải này nha. Cái hai cái áo này mình mua với giá là 340.000. Với lại đi Đà Lạt á, mà vải này thì nó ấm hơn là len. Và bây giờ là cái phần cuối cùng. Đây là váy chấm bi nè. Ồ, vải rất là đẹp luôn. Đây là váy chấm bi các bạn. Váy chấm bi này thì mình khá bất ngờ về chất liệu của nó. Mình mua 3 size. Mình mua cho giùm con nhỏ bạn mình luôn á các bạn, tại vì con của nó cũng bự á đó. Mình mua 3 size khác nhau này. Bé lớn mình với bé nhỏ với con bé vừa nữa, rất là dễ thương các bạn. Ô vải rất là đẹp luôn. Ba cái này rất là rẻ luôn này các bạn, nhìn nè, sớ vải nè, thấy không, mịn y như hình luôn. Nói chung là đợt này hàng đồ về mình rất là hài lòng, cái nào mình cũng hài lòng hết. Nó mình nên đó, các bạn khi mua đồ Shopee thì các bạn nên coi cái phần đánh giá của các phụ huynh á. Phụ huynh hay đánh giá sẵn á, cái mình lên mình coi. Ví dụ như cái nào nhiều 5 sao hoặc nhiều á thì mình mua mình sẽ không bị lầm. Còn cái nào mà ít sao á thì các bạn hạn chế mua những chỗ đó nha. Tại những chỗ đó là những cái chỗ mà không uy tín, không chất lượng á, người ta sẽ đánh giá thấp hơn những cái chỗ mà nhiều sao. Đó, mình lên mình mua là mình dựa vào các sao đó mà mình mua không á các bạn. Nên đợt này á mình mua hàng á nè, không có lầm cái nào luôn. Đồ hả có mấy chục ngàn à, nhưng mà mình ưng ý hết luôn. Ưng ý nhất là mấy cái đầm này nè các bạn. Hả? 4 cái mà có 200 mấy nha. Cái này ở shop á. Cái này mình thấy ra ở shop bán một cái đầm của bé mình như vậy á là giá từ 100 mấy đến 200 ngàn một cái các bạn. Mấy cái mẫu dễ thương ghê. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đợi bé nghỉ hè mình sẽ dẫn cho bé đi Đà Lạt. Rồi mình sẽ quay video lại cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.